Xin chào tất cả các bạn. Nguyễn Hoàng có mặt ở chùa Kỳ Quang 2 ở đường Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hoàng chuẩn bị tham quan chùa Kỳ Quang 2. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hoàng nha. Đây là quang cảnh cổng mặt tiền chùa Kỳ Quang 2 ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hoàng tham quan và trải nghiệm. Đây là quang cảnh cổng phụ chùa Kỳ Quang 2 ở đường Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp. Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô tham quan và trải nghiệm chùa Kỳ Quang 2. Đây là quang cảnh mặt tiền chùa Kỳ Quang 2 ở đường Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa còn có tên là Thanh Châu Tự, được xây dựng vào năm 1926. Đến nay đã gần 100 năm rồi các bạn ơi. Chùa gồm 5 không: không cột, không tường, không mái, không đà và không cửa. Chùa bao gồm 18 ngọn núi, mô phỏng theo 5 ngọn núi và 7 ngọn núi: Ngũ Hành Sơn và Thất Sơn và 11 hang động. Bây giờ Nguyễn Hòa đang trên đường bước lên những bậc thang để vô tham quan ở khu tầng trệt chùa Kỳ Quang 2 ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và vừa bước lên tầng trệt chùa Kỳ Quang 2, Nguyễn Hòa bắt gặp rất nhiều hang động nhỏ to và rất nhiều những tượng Phật. Bên trong thờ Phật rất nhiều. Nguyễn Hòa tham quan bên trong tầng trệt chùa Kỳ Quang 2 ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thờ rất nhiều tượng Phật. Và lần đầu tiên Nguyễn Hòa mới biết được ngôi chùa này. Đây là quang cảnh bên dưới tầng trệt. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm chùa Kỳ Quang 2. Thờ rất nhiều tượng Phật các bạn ơi. Ngôi chùa bên trong cũng rất rộng và lối kiến trúc rất đẹp. Đây là quang cảnh khu tầng trệt. Đây cũng là nơi thờ phụng các tượng Phật. Nguyễn Hòa đã tham quan bên trong tầng trệt chùa Kỳ Quang 2. Bây giờ Nguyễn Hòa tiếp tục bước lên từng bậc thang để lên khu tầng 1, nơi thờ, nơi chánh điện thờ Phật.
rất nhiều hang động lớn nhỏ bên trong tầng trệt, nơi thờ Phật rất nhiều, và những ngọn núi lớn nhỏ. Đây là khu tầng trệt, cũng là nơi thờ phụng Đức Phật rất nhiều các bạn ơi. Bây giờ Nguyễn Hòa tiếp tục bước lên bậc thang để lên tham quan khu chánh điện bên trên tầng 1. Mời các bạn cùng tham quan với Nguyễn Hòa trên khu chánh điện nha. Quang cảnh bên trên khu chánh điện rất đẹp các bạn ơi, và cũng thờ Phật rất nhiều. Đây là quang cảnh khu chánh điện, nhưng mà tham quan và trải nghiệm. Và đây là toàn cảnh bên trong khu chánh điện chùa Kỳ Quang 2 ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà tham quan và trải nghiệm. Đây là quang cảnh bên trong khu chính điện ở trên tầng 1, cũng là tham quan và trải nghiệm. Ngôi chùa rất đẹp các bạn ơi, lần đầu tiên Nguyễn Hòa mới thấy được ngôi chùa này. Dưới tầng trệt và bên trên khu chánh điện trên lầu cũng rất nhiều tượng Phật, đặt rất nhiều tượng Phật bên trong các bạn ơi.
Nguyễn Hòa tham quan bên trên khu chánh điện chùa Kỳ Quang II ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa rất đẹp, bên trong chánh điện rất đẹp các bạn ơi. Và đây là toàn cảnh bên trong khu chánh điện trên tầng 1, cũng là tham quan và trải nghiệm. Đây là quang cảnh bên trong khu chánh điện, những họa tham quan và trải nghiệm. Toàn cảnh bên trong khu chánh điện trên tầng 1 chùa Kỳ Quang II ở đường ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, những họa tham quan và trải nghiệm. Lần đầu tiên Nguyễn Hòa mới biết được là ngôi chùa này có lối kiến trúc rất lạ, và bên trong chánh điện để rất nhiều tượng Phật rất đẹp, ngôi chùa rất rộng. Sau khi tham quan khu chánh điện, Nguyễn Hòa đi xuống bên dưới để tham quan khuôn viên chùa. Bên trong chánh điện rất đẹp các bạn ơi. Đây là quang cảnh trong khuôn viên dưới đất chùa Kỳ Quang II ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cũng là tham quan và trải nghiệm. Đây là quang cảnh trong khuôn viên dưới đất chùa Kỳ Quang II ở quận Gò Vấp, cũng là tham quan và trải nghiệm. Còn đây là bên hông khu chánh điện và dưới đất. Đây là quang cảnh bên hông trái chùa Kỳ Quang II, để ngoài tham quan và trải nghiệm. Từ dưới đất cho lên tới tầng 1 là Nguyễn Hòa thấy rất nhiều tượng Phật lớn nhỏ đều có bên trên tầng 1 và bên trên tầng trệt, thờ rất nhiều tượng Phật. Nếu mà tiếp tục đi ra tham quan bên bên ngoài khu công viên, khu viên chùa,
đây là quan cảnh bên hông trái chùa Kỳ Quang II ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Và đây là quan cảnh trong khuôn viên chùa, rất rộng các bạn ơi, và thờ rất nhiều tượng Phật. Nguyễn Hòa có cảm giác là mình đi chỗ nào cũng thấy tượng Phật xung quanh khuôn viên chùa và bên trong chánh điện. Đây là trong khuôn viên chùa Kỳ Quang II ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Và đây là quang cảnh mặt tiền ngôi chùa Kỳ Quang II. Trong khuôn viên và trên tầng trệt và chánh điện, đi chỗ nào Nguyễn Hòa cũng thấy toàn tượng Phật không, rất nhiều tượng Phật. Đây là quang cảnh trong khuôn viên chùa Kỳ Quang II. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Lần đầu tiên Nguyễn Hòa mới được biết ngôi chùa này, và bên trong rất đẹp các bạn ơi. Trong khuôn viên chùa cũng rất rộng. Bên trong chánh điện và tầng trệt cũng rất rộng các bạn. Đây là toàn cảnh trong khuôn viên chùa Kỳ Quang II. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Rất nhiều tượng Phật được đặt trong khuôn viên chùa, và bên trên chánh điện cũng rất nhiều tượng Phật. Ngôi chùa rất nhiều những ngọn núi lớn nhỏ và hang động, rất lạ lẫm, kiến trúc rất lạ và cũng rất đẹp. Đây là toàn cảnh trong khuôn viên trước mặt ngôi chánh điện chùa Kỳ Quang II. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Và đây là quang cảnh mặt sau lưng chùa Kỳ Quang II ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hòa đang tham quan và trải nghiệm. Đây là quang cảnh mặt sau lưng chùa Kỳ Quang II ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Ngôi chùa gồm những ngọn núi lớn nhỏ và rất nhiều hang động nhỏ to, và bên trong rất đẹp các bạn ơi. Bên trong chánh điện và tầng trệt thờ Phật rất nhiều.